Rồi. Nào, câu đầu tiên ạ. À. Câu đầu tiên ạ, à. câu số 1 ạ. À. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy muối clorua? Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy muối clorua? Nào, kim loại nào? Kim loại nào được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy muối clorua? Điện phân nóng chảy nhá, các bạn gạch chân từ khóa nhá. Thì nó chỉ có thể là Al thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. C, C. Câu 1 đáp án C. Câu 2 Chất nào sau đây là amin bậc 2 ạ? À? Chất nào sau đây là amin bậc 2 ạ? À? Các bạn lưu ý nhé Chất nào sau đây là amin bậc 2 Amin bậc 2 là nó phải có nhóm là nhóm NH đúng không? Vậy đó là đáp án D CH3NH CA5 Câu 3 Tripanmitin Thì có công thức thu gọn là gì? Câu 3 Mạnh mẽ comment đáp án các em nhé mạnh mẽ comment đáp án lì lợm trả lời đáp án một lần sai là một lần nhớ sai một lần mình nhớ cả đời cơ mà nên không có gì sợ hết có thể mình đây rồi tripanmitin có công thức cấu tạo thu gọn là c 15 h 31 co tất cả 3 lần c ba năm đúng không em đáp án đúng chúng ta đã án a câu bốn ạ câu bốn ạ canxi phản ứng với clo sinh ra sản phẩm là sau đây u giờ câu bốn này dễ quá nhỉ nào canxi al 2 o 3 điện phân nóng chảy đúng rồi chính xác đấy có một Không một sai rồi này khởi động là toang rồi khởi động là toang rồi điện phân nóng chảy muối clorua phải là gì mg chết chặt luôn nhỉ sao mất không phải hai mươi điểm khóc al các bạn chú ý cho thầy nhá alcl 3 thì chỉ có thể điều chế bực bằng là điện phân nóng chảy al 2 3 Chứ còn các bạn lưu ý là AlCl3 thì không sử dụng điện phân nóng chảy nha, không sử dụng điện phân nóng chảy được do AlCl3 nó bị thăng hoa nhá. Trước khi nóng chảy. Câu 4 ạ. Ca phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây ạ? <laughs> dạ vâng. <laughs> tình đấy người Việt Anh ạ, tình đấy. Nào, câu 4 ạ canxi phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sao sẽ lại sinh ra CaCl2 đáp án đúng đáp án A câu 5 ạ chất nào sau đây tác dụng với dung dịch brom ạ điều kiện để phản ứng với dung dịch brom ạ điều kiện để phản ứng với dung dịch brom đó là nó phải có gì ạ nó là có nó nó là phải gì ạ canxi phản ứng với lại à, chất nào sau đây phản ứng dung dịch brom nó phải có nối đôi cc đúng không em nên cứ đằng nào có nối đôi cc là nó phản ứng Vậy ở đây nó chỉ có thể là acetylen thôi CH Nối 3 CH Ok nhá Câu 6 ạ Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên à? Câu 6 ạ Tơ nào sau đây Liên kết đôi hoặc liên kết ba đều được Em nhé Tác dụng với dịch Brom Liên kết đôi hoặc liên kết ba đều được Ok Câu 6 Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên Thiên nhiên thì con Cái tên nó nói lên tất cả rồi cần gì nữa Thiên nhiên thì cái tên nó nói lên tất cả rồi Tơ tăm đúng không Ta bán xe Câu 7 ạ Chất nào sau đây không có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời? Câu số 7. Chất nào sau đây không có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời? Lưu ý cho thầy nhá, không có khả năng này. Gạch chân từ không có khả năng. Thế thì số 3 là mềm mọi nước cứng, NaOH và Ca lần vừa đủ thì làm mềm nước cứng tạm thời. Vậy các anh mà không có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời nó chỉ có thể là ZHCl. ZHCl. Câu số 8. Câu số 8 ạ. 8 là phải thật nhanh các em ạ à. Comment làm sao với mục tiêu comment đáp án phải nhanh hơn cả thầy mình Đấy là mục tiêu của các em nhá. Comment lên thầy Chính xác hơn thầy Đừng để thầy đọc rap Thầy đọc rap thì lưu cho thì lũ Rồi Câu 8 ạ à. Trong công nghiệp kim loại nhôm là sản xuất bằng phép điện phân nóng chảy chân nào sau đây À được hai bà đấy Câu một vừa nay bị lừa rồi Mình không thể bị lừa bởi câu Lần này nữa Nếu lừa bởi lần này nữa thì nhục lắm các em ạ à. Câu số 9 ạ à. Phản ứng giữa chất nào dưới đây với Fe không phải là phản ứng oxi hóa khử. Không phải là phản ứng ô hóa khử các em nhé. Thì phản ứng ô hóa khử là phản ứng mà nó có sự thay đổi số xóa của một số các nguyên tố. Vậy không phải phản ứng ô hóa khử thì khi và chỉ khi nó không có sự thay đổi số xóa. Đúng chứ? Không phải mà. Thế thì FeO mà cộng với HCl thì tạo thành FeCl2 H2O không phải phản ứng xóa khử. Còn lại tất cả ba anh còn lại thì nó là phản ứng xóa khử. Để mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 9 đáp án A nhá. Câu 9 đáp án A mới là đáp án chính xác của chúng ta. Ôi ở cấn trang kinh đấy. Câu 10 ạ. Công thức của axit oleic là 10 nào các em? 10 đáp án gì ạ? Công thức của axit oleic là Câu 10 ạ. Phải thật nhanh các em ơi. Comment đáp án làm sao nhanh hơn thầy. Chúng ta đang bước vào những cái ngày cuối cùng của năm 2024. Thì chúng ta bước đến một cái kỳ thi quan trọng bậc nhất cuộc đời của chúng ta đó là kỳ thi trung học phổ thông và ngày hôm nay là ngày thứ 24 mà thầy Minh dạy luyện não sáng sớm cùng với các em và chúng ta đang chiến đấu vào đề thực chiến 8 cộng đề số 02 là một trong số những cái đề rất hay để luyện điểm cho các em. Hãy tăng tốc lên để luyện phản xạ nhá. Câu 10 công thức của axit oleic C17H 33 coh đáp án đúng đáp án gì? Câu 11 ạ. Amino acid nào sau đây Amino acid nào sau đây có mạch carbon là phân nhánh? Các bạn lưu ý nhá. Amino acid nào sau đây có mạch carbon là phân nhánh? Thì mạch carbon phân nhánh nó chỉ có thể là valin thôi. Valin ở đây. Đúng không? Đây valin này. Đấy, nhìn phát mình biết ngay là nó có mạch carbon phân nhánh nhá. Thế nhắc lại cho bạn nhớ rồi. Câu 12. Kim loại kiềm phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm? kim loại kiềm phản ứng với chất nào sau đây tạo thành dung dịch kiềm nên nó chỉ có thể đào tác dụng với nước đáp án đúng của chúng ta là đáp án c câu mười ba chất nào sau đây không có và lưu ý nhé không có phản ứng trắng bạc lưu ý cho thầy cụm từ là cụm từ không có không có phản ứng trắng bạc Phruc trắng bạc sorry glu trắng bạc ethin format nhco trắng bạc Anitacetic đầu chó ch 3 chó trắng bạc này Etin format HCOOC2H5 tráng bạc này. Glucose C6H12O6 tráng bạc này. Không trắng bạc chỉ có sắc Carose. Sắc là không có trắng bạc nhá. Câu 14 ạ. mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ bài học này là về tường bởi vì đây là một học free. Cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án đấy là một nguồn động lực không hề nhỏ đâu. Nó cực kỳ nhiều đấy để nó cực kỳ quan trọng đối với thầy đấy để thầy có thể liên tục livestream chiến đấu cùng các em đến ngày hôm nay là ngày thứ 24 rồi 24 ngày chúng ta dậy sớm cùng nhau 24 ngày chúng ta đếm ngược nha chúng ta đếm ngược cho đến cái ngày thi trung học thông quốc gia thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ủng hộ thầy mình nào chiến đấu tiếp nào câu 14 trong các kim loại sau thì kim loại nào dẫn điện tốt nhất bộ đội Việt Nam các em ạ bộ đội Việt Nam nha bộ đội Việt Nam vậy anh gì ạ bạc 15 ạ Kim loại nào sau đây tác dụng H4 loãng tạo thành chất kết tủa và giải phóng khí? Kim loại nào sau đây tác dụng H4 loãng tạo thành chất kết tủa và giải phóng khí? Lưu ý nha. Kim loại nào tác dụng H4 loãng tạo thành chất kết tủa và giải phóng khí? Thế thì nó chỉ có thể là BA. Do BA cộng với H4 loãng thì nó sẽ tạo thành là bas 4 cộng với H2. Thì H2 là khí, BaSO4 là chất kết tủa. Ấm chưa? Ấm chưa các em? Quá ấm luôn nhỉ câu 16 ạ để bảo vệ ống nước ngầm bằng thép theo pháp điện hóa theo phương pháp điện hóa nhá người ta gắn vào mặt ngoài một ống kim loại x bảo vệ thép thép thì ta gồm có fe và c nếu không có anh nào bảo vệ thì fe này nó là anốt anốt thì nó sẽ bị ăn mòn được chưa thế bây giờ phải gắn vào thép này một cái kim loại nào mà kim loại hoạt động mạnh hơn sắt nhưng dễ ăn sắt Đúng chưa? BA không được bởi vì BA tác dụng với nước. Ngay điều kiện thường. Hỏng luôn, đúng chưa? AG và đồng không được bởi vì AG và Cu thì nó đều đứng sau. EB vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? ZN nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp ứng án ZN. Ok chưa Ấm áp luôn. Câu 17 ạ. Câu 17 ạ. Phải thật nhanh các em ơi. Các em phải comment thật nhanh vào, tốc độ vào bởi vì chúng ta đang luyện phản xạ vào việc luyện phản xạ này nó rất, rất quan trọng với cái cuộc đời của học sinh nó sẽ giúp cho chúng ta tăng nhanh phản xạ chúng ta cố gắng mục tiêu chúng ta giải trong 15 câu đầu trong vòng chỉ khoảng độ tầm sorry chúng ta giải trong 32 câu đầu chỉ trong vòng 15 phút đấy là mục tiêu của các em chất ích có chứa nguyên tố oxy dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên trái đất bằng cách ngăn tải cản bức xạ tia cực tím vậy chất ích nó là ozone chúng ta vẫn nhớ là có tầng ozone câu 18 ạ 18 ạ 18 ạ 18 các bạn chọn đáp án gì ạ? 18 nào. Dung dịch muối nào sau đây không phản ứng với dung dịch nào mắt? Dung dịch muối nào sau đây không phản ứng với dung dịch nào mắt? Không nhá. Không nhá. Không phản ứng nhá. Mình sẽ có này. AlCl3 là có phản ứng. AlNO33 lần là có. Al243 lần là có. Vậy không chỉ có NaLO2. NaLO2 là không tác dụng với lại Na mắt rất nhiều bạn bị nhầm câu này. Lý do tại tại sao tại vì thế này, NaLO2 nó là có môi trường kiềm, Na mắt cũng vậy nên hai thằng này gần như không phản ứng nhau. 19. Cặp ion nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch? Các bạn lưu ý nhá, cùng tồn tại trong một dung dịch tương đương với việc là chúng nó không phản ứng với nhau. IB Ag cộng cộng với Cl trừ để tạo thành kết tủa AgCl nó có phản ứng rồi. AIC cộng cộng với P43 trừ tạo thành AG3 PO4. Cũng có luôn, đúng không? Kết tuổi màu vàng. IG 3 cộng cộng với OH trừ để tạo thành AlOH3 lần thì ai cũng biết rồi. Vậy cặp ion mà cùng tồn tại trong một dung dịch thì chỉ có thể là A, Fe3 cộng và NO3 trừ nhá. Fe3 cộng và NO3 trừ là chúng nó cùng tồn tại trong một dung dịch không phản ứng với nhau. Câu tiếp theo, câu số 20 ạ. Câu số 20 chúng ta giải qua nhanh. Thì tăng tốc nữa lên các em ạ thực chiến 8 cậu chinh phục đề thi trung hòa thuốc gia năm 2024 20 thủy phân tripeptid thu được amino acid có công thức là thủy phân tripeptid thì đây là chúng ta thấy rằng là tripeptid này được tạo bởi ba gốc ala đúng không tripeptid là được tạo bởi từ ba gốc ala vậy thì chắc chắn thì thủy phân ra thì ta sẽ thu được amino acid là ala đúng không ala thì nó là gì ạ nó là b đúng không bạn nào không nhớ cấu trúc ấy bạn chỉ cần nhớ thầy là ala 89 được đi bấm ra là 89 là âm nhá hello khánh minh khánh minh bây giờ mới dậy à ui giỏi ơi muộn thế khánh minh khánh minh gọi minh phương ra minh phương khéo giờ ngủ phát lưỡi 21 mốt 21 ạ rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment Cho buổi học ngày hôm nay hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là buổi học free cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều câu số 21 mươi st nào sẽ đây tác dụng đá mắt thu được ancol nitric ancol là c 2 h 5 oh đúng không vậy thì có nghĩa este đó phải chúng ta phải có dạng RCOO c hai năm vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án a mà thôi chỉ có anh a nó mới thỏa mãn điều đấy nha các em nhá đáp án chính xác của chúng ta là đáp án a Úi rồi ôi thầy bị nhầm rồi cảm ơn minh chị nhầm câu nào đó nhỉ a la phải là câu c à ừ, đúng rồi đấy Ala phải câu C cảm ơn Minh Trịnh nhá Nói là Ala nhưng mà tay này tôi không phải Ala Rồi cảm ơn Minh Trịnh cảm ơn tất cả bạn và các em Thank you các em Đấy phải tinh ý vào Đôi khi mắt thầy là bị lé đấy Câu 22 Điện phân dung dịch muối nào sau đây thu được kim loại ở cao tốt Điện phân dung dịch muối nào sau đây Thu được à Nguyễn Dương Tấn Khoa Chào Nguyễn Dương Tấn Khoa nhá Tuấn Khoa làm làm đề thực chiến làm đề thực chiến số 6 đi nhá để thầy khoe với các bạn lớp học nhá Chứ đề thực chiến số 5 em không làm thì có bạn Nguyễn Quang Minh được 9,75 đấy Thầy chưa biết địa điểm của em đâu Điện phân dung dịch muối nào sau đây thu được kim loại ở cá tốt Điện phân kim loại để thu được điện phân dung dịch nhé Thì ALNO3 thì không thu được AL vì AL nó không bị điện phân dung dịch MG cũng không bị điện phân dung dịch các em ạ Được chưa Thế thì chỉ có gì ạ C COS4 khi điện phân thì mình sẽ thu được CU ở cá tốt Câu 23 phản ứng học nào sau đây là không đúng Các bạn lưu ý nhé Phản ứng hóa học nào sau đây là không đúng Hai bạn phản ứng hóa học nào sau đây là không đúng Chuẩn bị đến bài tập rồi Chuẩn bị đến bài tập rồi các em ạ Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng CU cộng H2 có Na cộng H2O có CU cộng Fe3 cộng Có Fe không đẩy là ZN Sai là Z các em nhé Sai là A là Z luôn 24 ạ 24 Đấy Quang Bình đang bảo mãi Quang Bình mới có cơ hội on top Quang Minh ơi thầy à, à, Thông báo cho Quang Minh Một tin cực kỳ buồn À nói một tin cực kỳ vui Là trong cái đề thực chiến Số 5 đấy Quang Minh là bạn cao điểm nhất trong tất cả các bạn lớp offline và online của thầy Offline ở Thái Bình hôm qua làm rồi Nhá Offline ở Thái Bình hôm qua làm rồi Thì hôm qua offline Thái Bình thì cao điểm nhất Vẫn là bạn Ánh thôi Ánh hình như được 9,5 điểm à? 9,5 hay 9,25 thì đấy Thua Quang Minh nhá câu 24 ạ. để hòa tan hết 2, 4, 2,4 24,4 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2 O3 24,4 cần vừa đủ H2S4 H2S4 số mol là 0,7 thu được muối và nước được chưa cô cạn dung dịch xong phản ứng thu được mờ gam muối vậy thì bây giờ thì làm cái cách này cho các bạn dễ nhé thì làm cách này cho các bạn dễ hiểu bảo toàn khối lượng đi cộng với lại khối lượng của H2S4 này thì bằng khối lượng của muối này cộng khối lượng của nước này được chưa thì số mol bon của nước thì chính bằng số mol bon H4 là bằng 0,7 sau các bạn thay số và các bạn làm nhé sau đó các bạn thay số và các bạn làm nhé ok không chứ còn lại thực ra thì đây là cách này cách làm chậm còn cách làm nhanh mà thầy Minh vẫn hướng dẫn các em nhá, tất cả học sinh offline của thầy Minh và online của thầy Minh. Chúng ta sử dụng cách làm nhanh gì ạ? Mờ muối sun phát thì bằng gì ạ? M của oxit cộng với mỏng ngọc đơn trừ 16 cộng 96 đúng không ạ? Nhân với số mol 24 phản ứng. Đây mới là level thực sự của học sinh Thầy Minh Đây mới là phần thắng chiến thắng thuộc về chúng ta Các em ạ à. Đấy nhá Khi hồi vòng thi chúng ta sẽ có hai cách giải Hoặc các bạn chưa nắm vững được công thức thì bạn sử dụng cách này Bảo toàn khối lượng Còn bạn nào nắm vững được công thức mà Thầy Minh hướng dẫn các em rồi Nắm vững từ bản chất rồi Thì sử dụng chiêu này Thì kết quả mà muối xuất phát bằng bao nhiêu Nào kết quả mà muối xuất phát bằng bao nhiêu Các bạn cho thêm một con số vậy các bạn cho thầy con số bây giờ chỉnh cái ai bắt thầy đi lôi máy tính ra bấm nữa. Đây lôi hẳn máy tính ra bấm. Bao nhiêu đây? mẫu oxit là 24,4. 24,4 cộng với mảng ngoặc đơn trừ 16 cộng 96 đóng ngoặc đơn nhân với nhân với số mol 24 phản ứng đề bài cho là bằng 0,7. 0,7 bằng 80,4 g em ạ. 80,4 gram Vậy đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án D các em nhé Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án D là đáp án chính xác của chúng ta Ok Sang câu tiếp theo ạ Câu số 25 Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường ạ Nào Câu số 25 ạ Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường 25 Phải thật nhanh ạ Phải thật nhanh nhá Câu số 25 kim loại nào cho đây tan trong nước điều kiện thường? À cái đề thực chiến số 6 tí thầy bảo anh Đức anh anh ấy gửi vào trong nhóm lớp nhé. Kim loại nào sau đây tan trong nước điều kiện thường? Thì nó chỉ có thể là natri thôi. 26 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? 26 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Nào các bạn chọn thầy Minh xem nào. Phát biểu nào đúng ạ? Hello hello hello, xin chào tất cả bạn và các em chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Merlin Ngày hôm nay là ngày thứ 24 và thầy trò chúng ta dạy cùng với nhau Phải mạnh mẽ vào các em, mạnh mẽ vào để chiến thắng, mạnh mẽ vào để giành lấy vinh quang Chào tất cả các đối thủ của chúng ta vẫn còn đang nằm ở trên giường còn chúng ta thì đang ngồi trên bàn học Bạn nào vẫn nằm ở trên giường thì chính là các bạn đang ký tay vào một cái bản án Đó là điểm không được cao trong kỳ thi trung học thông gia sắp tới Ngồi dậy nào các em, ngồi dậy vào bàn học nào, chiến đấu cùng thầy nào chiến đấu để chiến thắng, chiến đấu để hết mình nào. Câu 26 phát biểu nào sau đây là đúng? Trùng ngưng buta 1,3 DN với acronitrin xúc tác NA thu được cao su butan à? Đúng. Sai đấy, trùng hợp. Tí toàn. Tí toàn không đọc, không đọc kỹ là toàn. Polyethylene terephthalate được điều chế vào những trùng ngưng các monomer tương ứng. Đúng. Visco là tờ tổng hợp. Sai. Trùng hợp styrene thu được poly Cái này sai tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án B mà thôi các em ạ. Hôm nay là ngày thứ 24 thì mình sẽ cùng với các em rồi Và cái điều mà các em Nhiệt tình comment đáp án ấy Nhiệt tình chia sẻ là buổi học này ấy, Đấy chính là một cái nguồn động lực để mà thế mình có thể Dạy luyện não sáng sớm của các em Cho đến ngày hôm nay Và sẽ dạy luyện não sáng sớm của các em cho đến Những cái ngày cuối cùng trước khi các em thi Chúng ta chỉ còn 17 ngày nữa thôi 17 ngày nữa thôi là chúng ta bước vào kỳ thi quan trọng cuộc đời của chúng ta Đấy, nào khẩn trương nào các em Câu 27, công thức của Metin propionat metin propionat C2H5 COO CS3. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bỏ 27 đáp án B bỏ 28 ạ. 28 câu rất hay. Nhưng mà 28 bây giờ thì dạy chúng ta cách giải nhanh nhá. Amino acid có dạng này, R gốc hydrocarbon này, 0 1 mol X này phản ứng hết với HCl dư thuộc muối này. Thì chúng ta nhìn thấy là ta sẽ có này. Số mol của NH2 chính bằng số mol HCl. Số mol của NH2 chính bằng số mol của HCl. Đúng chưa? Và bằng 0,1. Vậy ta sẽ tìm được khối lượng của amino acid bằng bảo toàn khối lượng là mình lấy m muối trừ đi m của HCl. Đúng chưa? Và bằng bao nhiêu ạ? Và bằng bao nhiêu? Phải thật nhanh. Cách tư duy đã. 11,15 trừ đi 36,5 nhân 0,1. Đúng không ạ? 11,15 trừ đi 36,5 nhân 0,1 nhá các em nhá. Ok chưa? Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu các em? Okay. 11,15. Trừ đi. 11,15 trừ đi 36,5 nhá không? 3,65 bằng 7,5 ạ. À. 7,5. 7,5 thì xong rồi. Bởi vì ta sẽ có phân tử khối bằng là 7,5 chia 0,1 bằng 75. Mà 75 thì nó chỉ có thể là anh nào? 75 thì nó chỉ có thể là anh glycine thôi các em ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án A các em nhá, nó chỉ có thể là glycine. Ấm áp luôn. Đây là thầy còn giảng dài cho các bạn hiểu chứ đúng không? Còn lại đa số các bạn học offline và online của thầy mình thì bấm máy tính vèo phát là đáp án. Bấm máy tính vèo phát là đáp án luôn các em ạ. Câu 29 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng Các bạn lưu ý nhá Không xảy ra Quỳ tím vào glycine thì không đổi màu các em ạ Bởi vì glycine có một nhóm CH và một nhóm ra hai Nó không làm đổi màu quỳ tím Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng Fe thì làm sao mà đẩy được Mg Đúng không? Fe làm sao đẩy được Mg vì là nhúng thanh Fe và mgcl 2 là không xảy ra phản ứng 30 Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3 Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al2O3 thì nó là mắt NaOH hòa tan được Al2O3 ấm luôn câu 31 câu 31 ạ phải thật nhanh các em ạ làm sao tốc độ các em phải comment nhanh hơn thầy luyện não sáng sớm là như thế luyện não sáng sớm sáng nào thì mình cũng sẽ cháy của các em độ các em yên tâm thì sẽ độ các em để đỗ kỳ thi trung học thông quốc gia năm 2024 bằng được thì thôi câu 31 kim loại nào sau đây tính dân điện tốt nhất trong số tất cả kim loại bộ đội Việt Nam bộ đội Việt Nam ạ bộ đội Việt Nam này nó là gì ạ? bạc bộ là bạc mà ba chất nào sau đây không có phản ứng trắng bạc nào chất nào sau đây không có phản ứng trắng bạc ạ lưu ý cho thầy nhá chất nào sau đây không phản ứng trắng bạc sen chắc chắn là không rồi fruit có glu có anisformic có ba bạ ba bạ ba ba ra bán gì nào ba ba đã bán gì ạ khi cho thanh zn vào dịch cu no bay lần có xảy ra mòn điện hoa không? zn vào cu no bay lần ạ thì có xảy ra mòn điện hóa wow. học thầy chào lương thùy trang nhá lương thùy trang nhớ kỹ những cái điều mà thầy hôm qua thầy nói với em nhá tại anốt diễn ra quá trình nào sau đây anốt là nơi anion đến vậy anốt là no ba trừ 3 ba trừ không bị điện phân bỏ b bỏ d đúng chưa bỏ a luôn đúng chưa vậy nó là điện phân của nước đúng chưa anốt diễn ra quá trình nào sau đây tại anốt của chúng ta đó là sự điện phân của nước anốt là nơi anion đến có phải không sai đừng có ngu ngốc đây là gì đây là ăn mòn điện hóa cơ mà có phải điện phân dung dịch đâu mình sẽ có thay kim loại zn này trên nó sẽ có cu bám vào thằng nào mạnh hơn thì thằng đấy bị ăn mòn thằng mạnh hơn là thằng zn nên zn là anốt được chưa zn là anốt vậy trên điện cực anốt thì nó sẽ diễn ra quá trình trên điện cực anốt thì nó diễn ra quá trình không thể có c được không phải là a không phải là D mà đáp án ung của chúng ta nó phải là đáp án gì ạ ấy nhiều bạn bị lừa nhiều bạn bị lừa Chịu buồn với tất cả các bạn và các em đã bị lừa trên a nốt cơ mà ui rồi nhiều bạn bị lừa lắm các em ạ sai một một lần sai là một lần nhớ sai một lần là nhớ cả đời các em ạ nhá sai một lần là nhớ cả đời bỏ hết rồi con đâu tại a nốt cơ mà tại điện cực a nốt cơ mà a nốt chứ không phải là ca tốt đúng rồi đáp án chính của chúng ta đó là đáp gì đáp án gì ạ gì ạ nào tại a nốt xảy ra quá trình nào sau đây zn chuyển thành zn hai cộng cộng hai e nhá kèm nhá rất toàn với câu này 34 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án b một lần sai là một lần nhớ sai một lần nhớ cả đời các em nhé một lần sai, một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời Hay không? Câu 34 Tên gọi khác của metanol Tên gọi khác của metanol Nào, tên gọi khác của metanol là gì ạ? Tên gọi khác của metanol là gì ạ các em? Khẩn trương nào, khẩn trương nào Có mấy đáp án phải thật nhanh Metanol là gì ạ? CF3 OH Hay nó chỉ chính là gì ạ? Alcon Methylic, đúng không ancol metilic Methylic Đáp án đúng là đáp án gì 35 ở điều kiện chất nào sau đây ở điều kiện thường chất nào sau đây là thể khí ở điều kiện thường chất nào sau đây là thể khí ạ 35 ở điều kiện thường chất nào sau đây là thể khí alanin là rắn các alpha amino acid các amino acid thì nó đều tồn tại ở điều kiện thường là thể rắn các em nhé glycine là thể rắn anilin là thể lỏng Vậy chỉ có anh trimetinamin thì nó mới tồn tại điều kiện thượng thể khí mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Câu 36. Natri dichromat là nào? Natri dichromat là Na2Cr2O7. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án C. Na2Cr2O7. Câu 37. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 37 ạ. Phải thật nhanh nhá. Hôm nay là ngày thứ 24 rồi mà thầy Minh dậy sáng sớm cùng với các em. Các em luyện đề cùng với thầy Minh là đến ngày thứ 24 rồi phải tin chắc chắn rằng rất nhiều bạn dậy luyện não sáng sớm cùng với thầy Minh các bạn đã ăn được 8 điểm rất ngon lành. Và thầy Minh rất mong muốn là các bạn duy trì cái việc luyện phản xạ này các bạn biết rằng là đến đây ngày hôm nay thầy Minh đã chứng minh cho các bạn biết được một một điều rằng chúng ta luyện phản xạ hóa wow, học rất quan trọng đúng không? Bởi vì một câu dễ một câu khó thì điểm số nó như nhau đều là không phải 25 điểm. Thế thì cớ gì chúng ta không luyện để chúng ta lấy 0,25 điểm của câu dễ Đúng không ạ? Đấy, đấy chính là lý do mà có luyện não sáng sớm cùng với thầy mình Câu 37 ạ Phát biểu nào sau đây là sai Thủy phân etin acetat thuộc ancol cometylic sai lè Ở điều kiện thường tristerin là chất rắn đúng Etin format trắng bạc đúng triolin phản ứng với nước rôm đúng Vậy sai chúng ta 37 là đáp án A kèm nhé 37 đáp án A phát biểu sai là 37 A Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 37A. Ok ạ. Câu 38 ạ. Câu 38 ạ. Hòa tan hoàn toàn 1,35 g một kim loại M. Nào, hòa tan hoàn toàn 1,35 g một kim loại M bằng dung dịch H4 loãng dư thu được 2,24 lít khí. 0,1 mol hỗn hợp gồm NO, NO2, tỉ khối so H2 bằng 21 vậy nó là 42. Cháu này 30. Cho này 46 30 chữ 42 bằng 12 46 chữ 42 bằng 4 4 chữ 12 bằng 1 chia 3 Được chưa 0,1 chia -4, 4 phần với mỗi phần bằng 0,025 0,075 Đấy Bây giờ các bạn cùng quan sát nha Các bạn thì sẽ giải theo cái cách Là biện luận Còn lại học sinh của Thế Minh ấy Thì sử dụng tuyệt chiêu mà Thế Minh Vẫn hướng dẫn các em Hôm nay cho các bạn cùng nhìn tuyệt chiêu Thế Minh Chúng ta sẽ lấy khối lượng của kim loại Khối lượng mở chia cho tổng số money trao đổi. Khối lượng của kim loại M bằng 1,35. Bằng 1,35. Ôi! Tại sao? Tại sao cái bút của thầy Minh nó lại hết điện vào lúc này cơ chứ? Tại sao cái bút của thầy Minh nó lại hết điện vào lúc này cơ chứ? Vào một lúc gay cấn nào? Các bạn bấm cho thầy em nào. Các bạn bấm giúp thầy Minh ra nào. Khối lượng chia cho tổng số money trao đổi ạ. Nào, khối lượng chia cho tổng số money trao đổi. Mình sẽ có khối lượng kim loại M ở đây là bằng bao nhiêu? khối lượng kim loại m ở đây là bằng bằng bao nhiêu nhỉ? 1,35. Tổng số mol này trao đổi NO nhận 3, 0,025 nhân 3, NO2 nhận 1, 0,075 nhân 1. Nào bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các em? Khẩn trương bấm máy tính giúp thầy Minh nhá các em nhá. Phải thật nhanh nhá, phải thật nhanh nhá bấm máy tính giúp thầy Minh xem nào. 1,35 nào. Mình có 1,35 máy tính thầy Minh rồi đó. 1,35 1,35 Chia cho mỏng hoặc đơn 0,025 Nhân 3 cộng 0,075 Nhân 1 Bằng 9 ố Bằng 9 thì mình biết ngay là chọn đáp án nào các em nhỉ Bằng 9 ạ à? Bằng 9 thì quá đơn giản Đáp án gì 9 x 1 là 9, 9 x 2 là 18, 9 x 3 là 27 Vì vậy nó chỉ có thể là AL mà thôi nó chỉ có thể là L mà thôi các em ạ. Đáp án đúng của chúng ta đáp án C. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ. 39 chúng ta đã chọn đáp án nào nào? 39 nào? Phải thật nhanh. Kali phản ứng với dung dịch thỏa nước nước thu được khí H2 và anh nào ạ? À. Kali phản ứng với nước thu được khí H2 và cao H kem nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Câu 40. Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol sắc sát 0,01 trong môi trường axit với hiệu suất là 0,6%. Đây, 0,6 hai lần thằng C6H12 O6 được chưa? Vậy ta sẽ có anh này là bằng 0,02 thuận nhân nhân với 0,6 thì bằng 0,02 nhân với 0,6 ạ. bằng 0,012 mol. Trung hòa X thu được Y đem toàn bộ tráng hưởng một thằng C6 H12O6 Nó cho mình hai thằng AG Anh này là 0,012 Thì AG là 0,024 Vậy ta sẽ có 0,024 mà nhân với 108 này bằng bao nhiêu ạ? 0,024 mà nhân với 108 này bằng bao nhiêu kem? 0,024 nhân 108 bằng Bao nhiêu ạ? 2,592 2,592 gram Vì vậy nên câu 40 thì đáp án đúng của chúng ta Đó là đáp án B kem nhá Đáp án chính xác câu 40 của chúng ta là đáp án B các em nhé. Rất dễ dàng, rất đơn giản, rất ngon ăn. Wow, câu 41 nào. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polymethyl methacrylate? Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polymethyl -met Vậy thì nó sẽ phải đi từ gì ạ? Vậy thì nó sẽ phải đi từ methyl acrylic Đúng không? Không phải, nó phải đi từ methyl methacrylate. Đáp án đúng là đáp án A. Ấm luôn, 41 đáp án A. Tăng tốc kem nha Ráp hóa học nhá 42 dung dịch nào sau đây pH lớn hơn 7 Nào pH lớn hơn 7 39 sao Cali phản ứng với nước Thu được khí H2 và cao hát mèm Được chưa Nào 42 dung dịch chất nào sau đây Có môi trường pH lớn hơn 7 pH lớn hơn 7 Thì nó phải là môi trường kiềm đúng không Môi trường kiềm thì nó chỉ có thể là nửa 2 C3 Đó là đúng đáp án C 43 Đun nấu bằng than tổ ong Nào 43 nào đun nấu bằng than tổ ong là carbon này thường sinh ra khí không màu không mùi bền với nhiệt hơi nhẹ ăn không khí dễ gây ngộ độc đường hô hấp gây ngộ độc đường hô hấp thì không thể là CO2 được mà nó chỉ có thể là CO CO nó kết hợp với lại hemoglobin nhá để tạo thành diện nó kết tủa hemoglobin và nó gây độc với chúng ta đấy câu 44 trong phản ứng của kim loại Ca với khí co 2 một nguyên tử Ca nhường bao nhiêu e thì một nguyên tử Ca thì nó vẫn nhường 2 e đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B 45 ạ. Chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời ạ? 45 ạ. Chất nào sau đây có thể được sử dụng để làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời? Thì nó chỉ có thể là CaOH 2 lần. xe 2 lần vừa đủ nhá, phải vừa đủ thì nó có mới có khả năng làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án C. 46 X đốc 2 4 đặc nóng tạo thành Fe2 S43 lần Sinh ra SO2 Vậy thì X này của chúng ta nó phải là số xóa chưa phải là cao nhất Đúng chưa? Vậy nó có thể là FA4, nó có thể FA hai lần, nó có thể FAO và đề bài của chúng ta là x không thể nhá. Đề bài của chúng ta là x không thể nhá. từng tay nhanh anh hơn não nhá, x không thể các bạn ạ. Vậy x không thể ở đây thì nó không thể là FA3. Bởi vì FA3 chúng ta là số xóa mắc rồi. FA3 số xóa nó mắc rồi, nó mắc rồi thì nó làm sao mà nó sinh được khí SO2 được? Bởi vì nó không phải là phản ứng oxy hóa khử. Không phải phản ứng oxy hóa khử thì nó không thể sinh ra khí SO2 các em nhá. Câu 47. Câu 47 nào các em ơi, phải thật nhanh, có comment đáp án nhanh hơn nữa đi. 47 ạ. Điện phân dung dịch NaCl có mà ngăn, lưu ý cho thầy là có màng ngăn ở ca tốt ở nơi ca chi ông đến. Ca chi ông đến là có Na cộng nhưng Na cộng không bị điện phân. Na cộng không bị điện phân vị chứng tỏ sẽ có điện phân nước. Đúng chưa? Nào, đọc cho thầy cụm từ anh ơi chơi không? Anh ơi chơi chơi không vậy ở ca tốt sẽ ra quá trình khử. Nhá, ca tốt sẽ ra quá trình khử. Quá trình khử, bỏ oxy hóa đi. Đấy chưa? Quá trình khử. Nó à, cộng không bị điện phân vì vậy nên nó sẽ là quá trình khử nước. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đấy các bạn nhớ những cái cụm từ của thầy minh để chúng ta có thể chiến được những cái câu ngon lành như thế này. Câu 48. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Vậy chắc chắn chất X của chúng ta là tinh bột, không thể là sen. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn X thu được Y. Thủy phân tinh bột thì mình thu được lưu... glucose đúng không? Khử hoàn toàn Y bằng khí H2 thì thu được Subiton là chất Z Đề bài hỏi X và Z Đừng mắt lé nha Đề bài hỏi chúng ta là X và Z các em ạ à. Các thanh niên của thầy ơi X và Z chứ không phải X và Y Vậy X và Z nó là tinh bột và sobiton Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B Thế Minh xin uh, chân thành chia buồn với rất rất nhiều bạn ố chẳng bạn nào xài Buồn thế nhờ bạn đúng hết à Các bạn giỏi thế Anh ơi chơi không này là một cái tuyệt chiêu nhớ của thầy Minh Trong phần điện hóa mà thầy Minh đã chứng minh Nhá, Thế mình đã chứng minh rồi Còn bây giờ hỏi tại sao thì hơi khó <laughs> Tại sao thì em phải ở trong lớp của thầy Minh cơ Phải, chứng minh nó dài lắm Chứng minh cái Có bốn cái từ anh ơi chơi không này Mà thầy Minh mất nửa buổi cơ Câu 49 Câu 49 này rất dễ bị lừa các em ạ Câu 49 rất dễ bị lừa Nào các bạn cùng quan sát nào 49 bây giờ bị lừa này Phải tính toán của 49 này Mình mới thấy rằng mình dễ bị lừa như thế nào Nung hoàn toàn 100 gram quặng đô lô Mít 100 gram quặng Dolomit chứa 92% nhá. Chứa 92% MgCO3 ngậm CaCO3. Về khối lượng có nghĩa là khối lượng MgCO3 và CaCO3 chỉ có là 92 k Vậy mình tìm được số mol bon này này. 92 chia cho Mg là 24 24 cộng 60 là 60 24 cộng 60 là 84. Cộng CaCO3 là 100. Vậy mình tìm được số mol bon luôn. 92 Nào 92 92 mà chia cho Ta sẽ có 92 92 Chia cho 84 Cộng 100 Thì bằng ạ Bao nhiêu bằng đây Ui rồi Thì bấm lỗi rồi 92 chia cho mở ngoặc đơn 84 cộng 100 cơ mà Đóng ngoặc đơn Bằng 0,5 on không phải nam mon các bạn các bạn có nhớ các bạn bị lừa đâu không đấy không phải nam ok nhá không phải nam mon này thế thì này bây giờ này phân hủy không chứa canxi còn lại tạp chất rắn chờ bây giờ này nung này nung này nung hoàn toàn này mình sẽ thu được gì ạ CO2 là khí này chất rắn này của ta sẽ gồm này MgO này CaO đúng không các em và các bạn lưu ý là cả tạp chất chờ Nhá Cả tạp chất chờ nhá Các bạn lưu ý nhá Cả tạp chất chờ Tạp chất chờ Nhiều bạn quên mất tạp chất chờ là toàn Vậy để bài hỏi phần trăm khối lượng canxi có chút rắn Số mon của canxi ở đây sẽ là 0.5 CaO là 0.5 Được chưa Số mon của CaO ở đây là 0.5 Thế thì CO2 bay lên Thì số mon CO2 bay lên nó sẽ là 0.5 Vậy ta tìm được m chất rắn M chất rắn sau nung sau nung mở chất rắn sau nung của chúng ta nó sẽ bằng đây này lấy 100 trừ đi khí 0,5 x 44 được chưa đấy mình phải mình phải tỉnh đòn như thế các em ạ à. câu này là một câu siêu lừa câu này là một câu super lừa đừng để bị thầy minh lừa nhá 100 trừ đi 100 100 ạ à. nào 100 trừ đi 100 trừ đi 0,5 x 44 0,5 x 44 bằng 78. 78. Vậy phần trăm khối lượng của CA có trong chất x bằng đây 0,5 x 40 chia cho 78 nhân 100 nhá kết quả bằng bao nhiêu 0,5 x 40 chia 78 bằng nhân 100 bằng đáp án chúng ta 25,64 25,64% 49 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B các em ạ. 49 đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án B. NCO ừ đúng rồi NCO 1 sorry. Thầy tính nhanh quá bị ảo đấy. Đúng rồi, NCO 1 ạ. Thank you các em NCO 1. Đây là 1 trừ 1 nhân 44, 100 trừ 1 nhân 44 ạ. Tính nhầm nhiều quá. 100 trừ đi 44, 100 trừ 44. Thank you các em, 100 trừ 44 bằng 56 56 thì chỗ này là chia cho 56 các em nhé Đây ạ à, 40 0,1 0,5 x 40 chia 56 Đúng rồi 0,5 Đúng rồi bảo toàn C bảo toàn C Chính xác 0,5 x 40 bằng chia 56 bằng nhân 100 bằng 35,71% đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các em nhé Đáp án nốt Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C C 35,71 Ok các em nhé 35,71 Ok Câu 50 ạ Câu 50 50 nào 50 phải thật nhanh 50 đáp án gì ạ 50 đáp án gì ạ Hòa tan hoàn toàn 0,92 gram Hỗn hợp hai kim loại ZN và M có cùng số mol trong dịch HCl dư. Chú ý là cùng số mol nhá. Thu được khí kim loại M là ta có này, 0,92 này gam này. Hỗn hợp gồm Zn và M cùng số mol trong HCl dư. Sau phản ứng thu được H2. Số mol là bằng 0 0,56 0,56 chia 22,4 bằng 0,025 0,025. Đúng chưa ạ? Xác định kim loại mở. Thế bây giờ kim loại M chúng ta có hai trường hợp, mình giải trường hợp số 1. Thì M quá trị 2. Đúng không? Thì ta sẽ có là phân tử khối trung bình của hỗn hợp, Thì cứ gọi là A đi. A trung bình hỗn hợp này bằng 0,92 chia cho 0,025. Bằng nào 0,92, 0,92 chia 0,025 bằng bao nhiêu 36,8 36,8 do số mon cùng số mon nên 36,8 này phải là trung bình cộng được chưa thế thì 36,8 nhân 2 này trừ đi 65 này bằng này 8,6 8,6 là không được rồi được chưa 8,6 là không được rồi vì vậy nên mình sang trường hợp số 2 em ở hoa trị 3 thì đó chính là AL và bây giờ mình đi giải hệ nhá Thực ra thì là chuẩn luôn rồi nhưng bây giờ mình đi tiết lại thôi đặt AB Đúng không? Mình sẽ có hệ phương trình 65A cộng 27B bằng 0,92 Và phương trình thứ hai là bảo toàn E 2A cộng 3B bằng 2 nhân với 0,025 Đấy, nếu mà cái hệ này ra ấm Thì là mình chiến thắng, đúng không? Là đáp án đúng, thực ra bây giờ thì Bây giờ thì đáp án đúng nó chỉ có một thôi, nó là AL thôi Nhưng bây giờ mình đi test thử lại thôi 65 bằng này 27 bằng này 0,92 bằng này anh kia là 2 bằng 3 bằng này 2 nhân 0,025 bằng này đấy kết quả này 0,01 0,01 đúng chưa ấm luôn đáp án đúng đáp án A 50 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé 50 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A 51 51 thủy phân hoàn toàn 3,42 gam xác xác 0,01 mon mình thu được hai thằng C6 H12 O6 0,02 mol Được chưa Bọn này trắng bạc Thì nó sẽ là 0,02 nhân với 2 nữa bằng 0,04 0,04 mà nhân với là 108 Thì bằng 4,32 gram Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C Nhá Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C 4,32 gram Câu 52 ạ Câu 52 ạ Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ Năm ạ Phát biểu nào sau đây là không đúng các bạn lưu ý nhá. Đa số polymer không tan trong các dung môi thường, thường. đúng. Polyvinyl clorua dùng để sản xuất chất dẻo, đúng. Cellulose acetat được dùng để sản xuất thuốc súng không khói, sai. Polyisoprene dùng để sản xuất cao su, ừ, cũng sai. Nha xem nào. Cellulose acetat dùng để sản xuất thuốc súng không khói, không đúng. Polyisoprene dùng để sản xuất cao su, đúng. Vậy không đúng là C. Năm ai đáp án không đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé. Được chưa? Câu 53. Số dung dịch tác dụng với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là Lưu ý ở đây cụm từ là tác dụng với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl nhá. Nào phải thật nhanh nào các em. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Câu số 53. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì bây giờ? Nhanh tay comment đáp án nào. 53. 53 là một trong số những cái câu đếm. Và những câu đếm thì thường là những câu rất là hay. Đúng không? Câu đến mình bây giờ chúng ta giải câu đến mình chúng ta mới thể hiện được level chứ. 53 nào. 53 đáp án gì ạ? Ờ à, HCO3 lưỡng tính có. Fe43 lần 0 không tác dụng với HCl. 42 lần CO3 lưỡng tính có, đúng không? Được chưa? Nào ta sẽ có này AlCl3. Nào AlCl3 thì tác dụng được cái thì chỉ tác dụng nào mắt không tác dụng HCl thôi. KLO2 thì chỉ tác dụng HCl không tác dụng nào mắt Vậy đây ta sẽ có hai chất KHCO3 và nó 42 lần CO3. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. 54. 54 nào các em? 54 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 54 ạ. của thầy quá hay. Đúng không? Tinh thể chất rắn X không màu vị ngọt dễ tan trong nước, X có nhiều trong quả nho chín, vậy X chúng ta phải là glucose. Đúng không? X của chúng ta nó phải là glucose. Không thể fruct, không thể xác. Khử chất X bằng H2 thu được chất yêu cơ Y, vậy là nó mà cộng H2 thì thu được số Nên đáp án đúng của chúng ta là bạn này. Câu 55. Câu 55 ạ. STX mạch thở Câu 55 nhá. STX mạch khở công thức là C4H6O2. Thủy phân STX trong dịch axit thu được hai sản phẩm hữu cơ đều có khả năng tráng hương. thì vậy thì chứng tỏ là thằng X của chúng ta nó phải có một thằng là đầu HCO. Đúng chưa? Và một thằng còn lại thì nó phải là đuôi ra thằng anhydride vì vậy đáp án đúng đáp án B Bởi vì chỉ thắng B thì nó mới ra được HCOO H và C2H5 CHO Và cả hai thằng này đều có khả năng tráng ngược Nhá. Nên đáp án đúng của chúng ta câu 55 Nó phải là đáp án B Bỏ được chưa? Hai sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương B bỏ 55 Xin chân thành chia buồn với các bạn đã comment đáp án sai Một lần sai là một lần nhớ Sai một lần nhớ, một lần nhớ cả đời các em nhé Sai một lần nhớ cả đời Câu 56 ạ X là một ETA đơn chức mạch hở đun nóng 1,76 gam X với NH mắt dư. Sau phản ứng hoàn toàn mình tìm được số mol bon ancol ethylic là 0,92 chia 46 bằng 0,02. Vậy mình tìm được phân tử khối của thằng X của chúng ta là 1,76 chia 0,2 bằng 88. Đấy chưa? Ethylic ta sẽ có dạng là RCOO C2H5 mà phân tử khối bằng 88. Vậy thì nó chỉ có thể là anh CH3 COO CH5. Tên của nó là gì ạ? Ethin acetat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 56 đáp án D 57 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 4,56 g hỗn hợp X gồm metinamin, dimetinamin, trimetinamin thì cần dùng O2. Đốt cháy hỗn hợp X. Metinamin CS3 NH2 này. Dimetinamin CS3 2 lần. NH. Trimetinamin CS3 3 lần N. Tổng khối lượng bọn này đốt cháy là 4,56. Cộng với lại O2. Số mol O2 là 0,36. Được chưa ạ? Cần sử dụng tương đây O2 căng chưa? Căng chưa? Quá căng luôn. Cực kỳ căng thì phải đốt cháy đội này thì mình sẽ thu được là CO2, H2O và N2 không ạ? CO2, H2O và N2 không ạ? Tất cả tụi này đều là minh đơn trước kèm nhá nhé. Tất cả tụi này đều là minh đơn trước Bây giờ mình đặt tìm mình đặt số mol CO2 là a, số mol h 2 o là b. Ta có hệ phương trình. Được không? Ta có hệ phương trình. Thế phương trình nào N2 nữa cơ Còn N2 nữa cơ Còn N2 nữa toang nhờ Câu này khó thế Câu này giải thế nào Câu này căng cực đấy Mục tiêu của chúng ta là phải đi xác định được Số mon O2 Mục tiêu của chúng ta đấy Là phải đi xác định được số mon O2 Nhưng mà hiện tại bây giờ rất căng Thế thì bây giờ chúng ta nhìn nhá c 3 nh C32 lần NH và C33 lần N thì tất cả chúng nó đều là amino. Đúng không? Tất cả chúng nó đều amino. Thế thì thầy mình có một cái đây là gì ạ? Là số mol của nước trừ đi số mol của CO2 trừ đi số mol của N2 thì chính bằng số mol của amin. Ok không? Thế thì bây giờ câu chuyện của chúng ta sẽ phải xử lý thế nào đây? Mục tiêu của chúng ta là cần là lấy 4,56 gam x tác dụng với HCL loãng dư à, Các bạn đi tìm số C trung bình Các bạn đi tìm số C trung bình Đặt công thức chung tìm số C trung bình Đúng rồi chính xác Nhưng mà công thức chung ở anh này rất là căng Bởi vì anh này là amin no đơn chức thôi Đúng không? Thì công thức chung của nó sẽ là gì? CN H 2N Cộng 3 N đúng không? Cộng với O2 Đấy, bây giờ mình cân bằng phương trình thôi, tạo thành n lần CO2 nhá. Cộng với lại n cộng với 1,5 H2O. n cộng với 1,5 H2O cộng với lại 0,5 N2. Được chưa? Thế thì cân bằng O2 ạ, đây là 2n cộng với n là 3n. 3n. Nhá, 3n này cộng 1,5 chia 2. Thế là xong này Vậy ta sẽ có số mon Của anh CN2N cộng 3N Nó sẽ là 4,56 Chia cho phân tử khối 12N cộng 2N là 14N Cộng 3 cộng 14 là cộng 17 Ok chưa Số mon O2 để bài cho anh ta là 0,36 Nhá Số mon CO2 để bài O2 để bài cho ra là 0,36 Vậy ta sẽ có cái biểu thức sau 4,56 Chia cho 14N Cộng 17 Nhân với 3N cộng 1,5 chia 2 bằng 0,36. Được chưa? Và bây giờ câu chuyện chúng ta là chỉ còn nhờ máy tính thôi. Nhờ máy tính bấm. Ta sẽ có. Nào nhờ máy tính bấm nhá Ta sẽ có này. 4,56. Nhân với 3 alpha. ấy 3 alpha cộng 1,5. Đóng hoặc đơn. Trên 14N cộng 17 14 N Cộng 17 Đóng hoặc đơn Nhân 2 Alpha bằng 0.36 Shift slow Bằng Đấy N bằng 1.5 N bằng 1.5 Vậy công thức trung bình của chúng ta nó sẽ là C1.5 H 2 x 1.5 là 3 3 x 3 là 6 N N anh này ăn 1 HCL Đúng không ạ Số mon 4,56 chia phân tử khối 4,56 chia cho mở ngoặc đơn 12 x 1,5 x 1,5 Cộng với 6 Cộng với 14 Bằng Số mon chúng ta là bằng 0,12 mon Vậy suy ra số mon HCL là 0,12 Úi dồi ôi kinh chưa Thu được muối bảo toàn khối lượng Thì mình sẽ có Đây ạ bảo toàn khối lượng M muối M muối sẽ phải bằng M của amin cộng M của HCl. Được chưa? M muối bằng M của amin cộng M HCl. M amin là 4,56. Cộng với M HCl là 0,12 nhân 36,5. Kết quả bằng 8,94 g. 8,94 g đáp án đúng là đáp án B bỏ. Đấy. Các bạn cần thì có thể mình nhá ok chưa các bạn cần thì có thể mình sao 40 làm sao 40 à 40 một xác ra 2 xe 6 12 6 đúng rồi không không 12 không, phải không 2, ra không, phải không 24, em có vấn đề gì không đây không phải không 1 nha thì ra anh này không phải không 2 không phải không 2 nhân với không phải không 6 không phải 6 là bằng 0.012 0.012 không, phải không, 12, không, phải không 12, nhân với 2 bạc lên đấy một cầu lưu đi cho hai bạc mà Ok nhá Tiếp tục nhá. Câu 58. Thí nghiệm nào sau đây sinh ra Fe kim loại ạ? Câu 58 ạ. Câu 58 ạ. Thí nghiệm nào sau đây tạo ra Fe kim loại ạ? Nào, thí nghiệm nào tạo ra Fe kim loại? Sục khí clo dư và Fe 4 không sinh được. Al nhưng mà không đẩy được Fe3 cộng đây là Fe3 cộng dư không được. Dẫn khí CO dư đi qua ống đựng Fe2O3. Nào, dẫn khí CO 2 đi qua EMA3 thì chắc chắn thủ được FE đúng không? Đáp án đúng đáp án C. 58 đáp án chính xác của chúng ta. Đó là đáp án C. Ok nhá. Câu 7 10, câu 59. Nhìn câu 59 kinh khủng không các em? Nhìn câu 59 sợ chưa các em? Ok chưa? 59 à. Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Muốn xảy ra phản ứng oxy hóa khử thì nó phải có nào số thí nghiệm có xảy ra phản ứng ô hóa khử thì để mà có xảy ra phản ứng ô hóa khử thì nó phải làm sao thì nó phải có sự thay đổi về số oxy hóa a không có sự thay đổi na vào trong dung dịch thì là na tác dụng với nước nhé để tạo thành naoh nhé cộng một phần a h 2 vậy là có xảy ra sự thay đổi một chảo đun nóng nước cứng có tính cứng tạm thời không thay đổi nhiệt phân hoàn toàn ag 3 ba thì mình thu được ag cộng no hai cộng O2 nhá có xảy ra thay đổi dung dịch đất 42 lần lên 4 và BA hóa lần không thay đổi FNO3 mình còn FB2 cộng này nó 3 trừ H cộng có thể ra thay đổi 1 2 3 mình có tổng cộng là 3 phản ứng xảy ra thay đổi là B D và G đúng chưa Vậy là ba cái đã bạn này Ok câu 60 ạ 60 ạ. cho các phát biểu sau đây nào câu 60 nào cho các phát biểu sau đây Số phát biểu đúng là Cho các phát biểu sau đây Số phát biểu đúng là Rất kinh khủng đúng không các em Những cái câu lý thuyết này rất khoai Nhá Câu 60 ạ Số phát biểu đúng ạ Bao nhiêu phát biểu đúng ạ Số phát biểu đúng ạ Các bạn phải thật nhanh nhá Chọn cho thầy đáp phát biểu nào là phát biểu đúng nhá Dầu mỡ sau khi ráng có thể dùng để tái chế thành nhiên liệu Đúng Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhiều phản ứng trùng hợp, sai, quang hợp Mỗi gốc c 6 o 5 trong phân tử sen có 5 nhóm OH sai, 3 nhóm OH. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt hơn cao su thiên nhiên. Đúng. Hết pin rồi. Nay giải cháy quá. Bút của thầy hết pin liên tục các em ạ. Nay giải cháy quá bút của thầy hết pin liên tục. Dầu mỡ sau khi rán. Ờ à, bây giờ thì nó vẫn có những cái máy mà. Có vẫn 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 có những cái bếp. Được sử dụng để mà đốt dầu mỡ đấy. Đốt dầu mỡ sau khi mà à, dùng đấy Có bạn hỏi là tại sao Bạn hỏi tại sao dầu mỡ Có thể dùng để tái chế thành nhiên liệu Nên nó đốt Ý dây, cao su đi hóa có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt hơn cao su tiên nhiên đúng Trong phân tử phép tít mạch khẩu có 4 hồi tử oxy 2NHCO Vậy là 2O này Nhưng mà thằng GLU này nó có 2 nhóm CH nữa Nên nó phải là 6 2 cộng 4 là 6 chứ không phải là 4 Sai Mì chính bột ngọt là muối, natri của axit acetic là sai, Mononatri của axit glutamic. 1 2 chúng ta chỉ có hai phân biệt đúng rồi. 60 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A các em nhé. 60 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. 61 ạ. 61 nào, phải thật nhanh. 61 đáp án gì ạ? 61 đáp án gì nào? Phải thật nhanh các em ạ. 61 61 61. 61. 61 chúng ta còn mấy câu nữa cơ? 61 à Cho số phát biểu đúng Dung dịch glycine làm quỷ tiến hóa xanh Sai glycine không làm quỷ tiến đổi màu Các amin đều có lực ba dơ mạnh hơn ammoniac Sai anilin không mạnh hơn Nitron giữ nhiệt tốt nên dùng để dệt mảy vải may của áo ấm Cái này đúng nhá Nitron giữ nhiệt tốt nên được sử dụng làm dệt vải may của áo ấm uh, Triolin và protein có cùng thành phần nguyên tố Sai Triolin là có CHO Còn protein thì có CHON cellulose trinitrat dù là thuốc súng không khói đúng vậy ở đây câu 61 này chúng ta chỉ có hai nhận định đúng thôi đáp đúng chúng ta là đáp án gì 62 ạ à. 62 ạ à. có bốn dung dịch riêng biệt ạ à. nào có bốn dung dịch riêng biệt số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe à? nào số dung dịch có khả năng phản ứng được với kim loại Fe, à? FE à? nhá phải thật nhanh nhá Fe đẩy được đóng Fe không tác dụng FeCl2 Fe không tác dụng là 3 Em em đẩy được bạc hai cháu thôi C Rất nhanh 63 câu cuối cùng của buổi sáng hôm nay Một buổi sáng cực kỳ cháy 63 63 Các bạn cùng comment đáp án cùng thấy mình nhá 63 đáp bán gì ạ 63 Khi phản ứng kết thúc số thí nghiệm tạo thành chất kết tủa Wow Số một Đây mình phải dùng OH trừ Chia CO2 OH trừ đây là 0,55 là bằng 1,1 0,55 x 2 chia cho a à, thế thì chỗ này là bằng 1,1 đây là 1,1 1,1 là nó nằm giữa 1,1 lớn hơn 1 nhỏ nay vậy là nó sẽ tạo thành muối BaCO3 nha nó phải nó sẽ tạo thành muối BaCO3 và muối BaHCO3 lần thế thì chắc chắn nó tạo thành kết tủa rồi nhá nó có tạo thành kết tủa đúng một chảo sục CO2 đến dư và NaAl2 có tạo thành kết tủa AlOH3 lần. Cho NaHCO3 vào CaOH lần có tạo thành kết tủa CaCO3. AgNO3 vào FeNO3 hai lần dư thì Ag cộng Fe2 cộng để tạo thành Ag cộng với Fe3 cộng. Anh này cũng có kết tủa. EMG nhưng mà vào Fe3 cộng dư thì không thu được kết tủa mà tạo thành muối Fe2 cộng. 1 2 3 4 4 cháu nhá. 4 cháu vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? B. Ok Đã xong các em ạ à. Xong rồi các em ơi Yeah Hôm qua chỉ là một đề Thực chiến 8 cộng Gọi là khai màn thôi Hôm nay chúng ta mới thực sự vào thực chiến 8 cộng Để số cộng ai. à, Lịch like của chúng ta là vào 5 lăm 15 phút sáng hàng ngày Từ giờ cho đến ngày chúng ta thi Và thế mình đã làm liên tục được điều đó 24 ngày liên tiếp Có thể có nhiều bạn có thể có nhiều bạn có thể ngủ quên Nhưng riêng thể mình không ngủ quên Bạn hỏi là tại sao 6B3 đúng Tại vì CO2 có tính axit yếu Và trong NALO2 thì nó tạo thành ALOH3 lần Nhá Ok chưa Rất là cảm ơn tất cả các bạn Và các em đã nhiệt tình theo dõi đây Thầy viết cái phương trình cho bạn biết CO2 cộng với alo 2 Cộng với H2O Tạo thành NAHCO3 Cộng với ALOH3 lần Được chưa Đấy nhá Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em Đấy chưa Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em Vào Sáng mai Bye bye Chào tạm biệt Hẹn gặp lại Bye bye